Biết là khi mà đến đây á, thật sự là mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn và có những lúc á, mình tưởng như là mình trở về quê lại, là cái cộng đồng người Việt Nam mình rất là ít và ở Kandy gần như là không có người Việt Nam luôn. Khi mà đến Sri Lanka thì ban đầu là chỉ định là thầy sang đi học thôi. Là thời điểm đó là vào năm 2014, đây đa số là họ ăn cơm với cà ri. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Nếu như mà Bùi Hồ không nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị nghĩ Bùi Hồ vẫn đâu đó len lỏi một vùng quê hẻo lánh ở tại miền Tây đúng không? Nhưng không, Bùi Hồ vừa trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm từ Việt Nam bay sang hóa cảnh tại Malaysia và đến một cái quốc đảo khá là xa xôi so với Việt Nam, quốc đảo Sri Lanka. Cách đây 2 năm thì Sri Lanka vướng vào tình cảnh là vỡ nợ và tình trạng người dân vô cùng khó khăn. Và ngày hôm nay đến đây thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ một cái hình ảnh khác vô cùng bỡ ngỡ bắt gặp những loại thực vật này có mặt ngay tại quốc đảo Sri Lanka. Đó là những cái cây ăn quả, những cái cây rau củ của Việt Nam ngay tại đất nước này ha. Ngôi chùa mà kiến trúc là cái cổng rào làm bằng tre nè cô bác quý anh chị. Và thông tin nữa cô bác quý anh chị biết là chủ trì của ngôi chùa này là đồng hương với Bùi Hồ, quê ở thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đây là một ngôi chùa Việt Nam. Và trước khi vào gặp sư trụ trì ở đây thì cô bác quý anh chị tham quan ha. Đây là một cái cổng rào được làm bằng bằng tre á. Cổng rào được làm bằng tre ha. Thấy có cả cây mít nè. Rồi bên kia có cả cây cây gòn, có cả cây me ở miền Tây mình dùng để làm thuốc hoặc là để ăn bánh xèo. Và tất cả các cây này thì được sư trụ trì ở đây đem từ Việt Nam sang tặng đây trồng. Và đây là cái cây cây gầu nhái nè, cây gầu nhái này cô bác anh chị dùng để làm thực phẩm, là làm thức ăn. Cô bác anh chị vào đây và nơi Bùi Hồ đang đứng cách trung tâm thành phố Kandy, trong những cái thành phố khá là nổi tiếng của đất nước Sri Lanka. Nơi đó thì lưu giữ 2 cái báu vật của Sri Lanka, đó là Xá Lợi Danh Phật nè và cây bồ đề hơn 2.000 năm tuổi. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị vô đây. Và để đặt chân đến đây thì phải nói là rất là hữu duyên khi mà cùng đồng hành với Bùi Hồ có em Phong Bùi hướng dẫn Bùi Hồ đến đây. Cô bác quý anh chị biết đây là cây gì không? Đây là cây cây đẹp á. Cây đẹp, đây là những cái trái đẹp nè. À. Và dưới cái tán cây đẹp này thì có cả giao lan. À. Giao lan được trồng trong khuôn viên chùa có tên là Thiền viện Trúc Lâm. Đây là giao lan ha. Còn đây là có cả giao găm. Đây là cây giao găm. Có mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Giao lan ở đây thì mình thấy chắc là có lẽ là đất màu mỡ hơn á, nên cái lá giao lan nó tròn và nó to ha. Và nhìn sơ sơ thì nó gần gần giống như là cái lá của lá bồ đề á. Qua đây, ở bên đây nữa ha. Đây là cây thốt nốt. Đây là cây lưỡi mèo hay là lưỡi hổ gì đây. Và một hình ảnh rất là Việt Nam đó là cô bác anh chị thấy không? Một cái bụi tre được đặt bên cạnh đó là một cái chiếc xe túc túc được đặt bên cạnh một cái bụi tre ha. Chiếc xe túc túc đó là một trong những cái phương tiện mà di chuyển phổ biến của người dân đất nước Sri Lanka. Nó riêng ở Nam Á, ở Sri Lanka cũng như là Ấn Độ và Thái Lan. Ở đây là một cái chiếc xe túc túc ha. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị đi gặp để mà trao đổi với vị sư trụ trì của ngôi chùa có tên là Thiền viện Trúc Lâm ha. Dạ con xin phép con chào thầy ạ. À. Dạ thầy, hôm nay thì rất là hữu duyên con được đồng hành với em Phong Bụi có mặt tại một cái quốc đảo Sri Lanka. Mà càng hữu duyên thêm nữa là khi ngay tại quốc đảo này có một ngôi chùa Việt Nam. Điều đặc biệt nữa đó là thầy là một người con của quê hương Đồng Tháp. Thầy ơi, cơ duyên như thế nào mà thầy lại có ở đây và tu tập ở đây ha thầy ha?
Thật ra khi mà đến Sri Lanka thì ban đầu là chỉ định là thầy sang đi học thôi. Là cái điểm đó là vào năm 2014. Khi mà sang đến đây du học ở đây thì cũng tình cờ là mình cũng biết một số người Việt Nam sang đây hành hương. Nhưng mà khi mà các đoàn sang đây thì họ cũng hỏi mình là có chùa Việt Nam ở Sri Lanka chưa. Thì thầy nói với họ là chưa có chùa Việt Nam. Cái là người từ địa phương khi họ đến đảnh lễ quý sư. Thì lúc đó là mình đang học cử nhân ở Học viện Sư 3 đó, thì mình cũng suy nghĩ tại sao mà chùa Việt Nam thì có khắp ở đất nước ở nước ngoài nhưng mà ở Sri Lanka thì chưa có, nên đó là cũng là cái ấp ủ để thầy xây dựng cái ngôi chùa này. Khi mà tốt nghiệp cử nhân Phật học ở Học viện Phật giáo Sivas Campus và sau đó là tốt nghiệp thạc sĩ ở trường Đại học Kelaniya. Thì sau đó thầy mới bắt đầu là quyết định là đi tìm đất xây chùa. Đó là lý do mà mình xây dựng được cái ngôi chùa Việt Nam ở tại Sri Lanka. Lúc đầu thì đặt nền móng để xây chùa Việt ngay tại Sri Lanka thì có gặp gì khó khăn không thầy ha? Khó khăn thì rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là đầu tiên là ở đây là cái cộng đồng người Việt Nam mình rất là ít. Và ở Kandy gần như là không có người Việt Nam luôn. Đa số là cộng đồng sẽ tập trung sống ở tại Colombo. Thì ở Kandy này gần như là rất ít. Cũng như là tăng ni sinh thì học ở Kandy cũng rất ít. Và cái khó khăn thứ hai khi mà thầy xây dựng ở đây là mình bắt đầu xây dựng thiền viện là vào năm 2020. Thì lúc đó là con biết là bùng dịch Covid. Nên là cái vấn đề mà xây dựng nó gặp rất là nhiều khó khăn. Và cũng như là cái vấn đề mà mình vận động để xây dựng. Nhưng mà may mắn là khi mà mình bắt đầu xây dựng thì có rất là nhiều Phật tử cũng như là ở trong Việt Nam mà cũng như ở ngoài nước họ đã giúp đỡ mình để xây dựng cái ngôi chùa này. Đa số cộng đồng ở đây là cô bác là người Sri Lanka. Việc mà mình xây dựng một ngôi chùa Việt Nam thì ở người dân ở đây thì đến đây để mà cúng bái các tượng Phật cũng như đảnh lễ các sư cúng vườn đồ nhiều không này ha? Thật ra khi mà mình xây dựng chùa bên đây thì con thấy là đa số bên đây là người địa phương và đặc biệt là ở cái vùng này là 70% là người theo đạo Hindu. Chỉ có 25% là theo Phật giáo thôi. Cái vùng Ambakote này là cái vùng mà cái người Tamil ở rất là đông. Khi mà bắt đầu xây dựng ở đây gần như là không ai đến chùa mình hết. Vì họ cũng không biết mình là ai. Và khi mà mình xây dựng cái, con nhìn cái xây dựng cái cổng nè, thì họ tưởng là mình xây dựng nhà không họ đâu có biết là cái cổng chùa nó như vậy đâu. Nhưng mà khi bắt đầu xây dựng thì chỉ có vài mấy em nhỏ, thì mấy em đến đây và mấy em phụ trồng cây rồi làm vườn phụ mình thôi. Khi mà các em tiếp xúc với quý thầy, quý sư người Việt Nam thì các em rất thích. Thì các em thấy là mấy thầy gần gũi quá, dễ thương quá. Và các em về nói với gia đình các em, ba, mẹ, chị, cô, bác gì đó. Rồi xong rồi họ mới bắt đầu đến thăm chùa mình. Họ đến, họ cũng thấy mình sinh hoạt rồi, có cái nề nếp, rồi vui vẻ. Nên là họ đến rất là đông. Con nghe được thầy chia sẻ là ở đây thì hơn 70% là người dân theo đạo Hindu. Vậy thì sau khi mà thầy xây dựng ngôi chùa này lên thì người dân, cái tôn giáo thì khi mà họ tín ngưỡng rồi theo đạo Hindu thì họ ít khi nào họ theo đạo Phật nữa. Vậy thì khi mà các bé đặt chân đến đây chơi thì gia đình họ bắt đầu vô viếng chùa nhiều hơn hả thầy hả? Thật ra cái khi mà cũng may mắn á, mình là người con Đồng Tháp á, nên là cái sự gần gũi hòa đồng với mọi người. Và khi mà đến đây hướng dẫn cho các mọi người thì mình sẽ hướng dẫn về thiền. Mà thiền không còn là tôn giáo nữa mà cho tất cả mọi người. Ai đến đây cũng tu tập được hết. Và ai đến đây cũng cảm thấy
thích. Tại vì cái ngôi chùa Việt Nam, một cái nơi mà rất là bình an, rất là sạch sẽ và rất là năng lượng á, nên là mọi người cứ đến và tu tập hành thiền và cũng như là công quả để phụ với chùa mình. Trước khi mà xây dựng ngôi chùa của mình đó thầy, thì người dân ở đây theo đạo Hindu thì sẽ ăn với món ăn nhiều cà ri. Mà trong cái khuôn viên chùa mình đó, thì con lại thấy là trồng rất là nhiều cây của Việt Nam, từ cái cây tre, hình ảnh cây tre nè, rồi những cái cây làm lương thực á. Thì những cái cây đó là do thầy từ đem từ Việt Nam qua hay sao thầy? Đúng rồi. Thật ra mình ở cái xứ này á, con cũng biết là nhớ quê hương lắm. Và khi mà bằng cái cách mà yêu quê hương mình á, thì mình phải yêu cái mùi vị. Con thấy là có rất nhiều cái rau thơm, cái là mùi vị quê hương á, hương vị quê hương. Thầy mang những cái cây cây nhãn, cây chôm chôm, cây sầu riêng, nói chung là rất là nhiều loại cây của Việt Nam qua để mình trồng ở bên cái xứ này. Đây cũng là cái khí hậu nhiệt đới á, nên là nó cái khí hậu nó cũng gần giống như ở Việt Nam mình. Nên là trồng để cái cây để mình nhớ hình ảnh quê hương mình đó. Và cũng như là mình cũng cho họ biết là quê hương tôi cũng có những cái loại cây trái cây rất là ngon như thế này. Thưa thật với thầy là con chỉ biết được đất nước Sri Lanka từ 2 năm về trước, trừ khi Sri Lanka bị vỡ nợ và khủng hoảng kinh tế, thì sau đó con mới tìm hiểu thêm về Sri Lanka. Mà thầy đã đến đây tận 10 năm rồi. Đối với thầy thì lần đầu tiên đặt chân đến một cái quốc đảo như thế này, xa xôi với Việt Nam như vậy, và thậm chí là khi đến đây được thì phải bay qua nhiều chặng bay nữa, thì đối với thầy cái nỗi nhớ quê hương nó da diết có dữ không, và đối nó có khó khăn gì nhất khi lần đầu tiên thầy đặt chân đến đây? Con biết là khi mà đến đây á, thật sự là mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và có những lúc á, mình tưởng như là mình trở về quê lại. Tại vì thứ nhất là cái về, không biết là về ẩm thực, thì bên đây đa số là họ ăn cơm với cà ri. Mà mình thì không thể ăn cơm với cà ri buổi sáng, buổi trưa. Ở đây là họ ăn một ngày là 3 buổi là cà ri hết. Và cái mùi vị nó cũng không có giống, mà cái gạo ở đây nó cũng không có giống như cái gạo Việt Nam. Mình ở Đồng Tháp á, thì cái xứ mình là cái gạo rất là ngon, mà bên đây thì cái gạo nó rất là khô. Rồi... về thứ hai nữa là về cái ngôn ngữ. Và cái ngôn ngữ lúc mình qua đây ấy, thì tiếng Anh của thầy cũng rất là yếu. Mình nói người ta cũng không hiểu, và mình nghe mình cũng không hiểu, lúc mình cũng rất là nản. Nhưng mà bằng cái sự quyết tâm mình ấy, thì mình đã đến đây rồi, nên là mình phải thật sự rất là cố gắng. Nên là trong một cái thời gian 3 đến 6 tháng là thầy bắt đầu tập trung học ngôn ngữ và tập trung thích ứng với cái môi trường ở tại cái Sri Lanka này. Nên là đó lý do mà thầy quyết định ở lại đây. Tại vì là mình biết là cái nơi này nó rất là phù hợp với cái người Việt Nam mình. Nên là cố gắng duy trì ở đây, lập ngôi chùa bên đây để sau này có giúp đỡ nhiều người Việt Nam đến đây để tu học và cũng như là hành thiện ở đây. Người dân Sri Lanka đã vốn đổi khó khăn rồi, 2 năm vừa qua thì lại vỡ nợ nữa, thì việc vỡ nợ thì không có người dân cúng dường, thì lúc đó thì ngôi chùa mình gặp khó khăn như thế nào, thì chia sẻ cho anh em tụi con được biết ha. Thật ra là mình xây dựng ngôi chùa này được 4 năm, mà con biết là xây dựng cái lúc mà từ Covid là đã khó khăn, rồi lúc mà vỡ nợ là khó khăn, rồi đến lạm phát cũng khó khăn, nên là bằng cái trí tuệ của nhà Phật á, mình cũng quán chiếu được rằng là mình phải sống chung với những cái giai đoạn này. Khi mà những giai đoạn Covid á, thì ở thiền viện cũng vận động ở Việt Nam qua đây để giúp đỡ những người Việt ở người Sri Lanka nè. Và trong những cái 2 năm Covid là ở thiền viện mình phát rất là nhiều gạo cứu đói, và những phần quà này rất giúp ích cho người địa phương cũng như là cho cái đảo quốc này. Rồi đến tình trạng lạm phát rồi kéo dài tới ngày hôm nay thì mình vẫn duy trì cái chương trình gạo cứu đói. Thiền viện mình thì
bằng cái cách là mình sẽ trồng rau củ. Ở đây thì mình sẽ mua gạo thôi, mình ăn cơm cũng ít thôi, còn rau củ ở bệnh viện mình trồng nên là mình cũng sẽ duy trì và không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc mình sinh sống ở đây. Mình chỉ lo là phần điện nước rồi một số cái phần khác thôi, còn ăn uống là mình có thể mình lo được qua cái việc mình trồng rau củ. Nên là con thấy là rất là nhiều cái vườn rau ở chùa mình đúng không? Dạ. Ăn không hết đâu, nhiều lắm. Thưa với cô bác của anh chị, trước khi Bùi Hồ đặt chân đến đây thì em Phong cũng đã có đi đến thăm chùa, viếng chùa của thầy một lần rồi. Và một điều đặc biệt nhất hơn nữa đó là các đứa trẻ Sri Lanka lại nói được tiếng Việt. Thưa thầy, thì để tập cho những đứa trẻ mà ba mẹ của các bé là theo đạo Hindu rồi, thì để đi đến chùa là một khó rồi, mà để cho các bé nói được tiếng Việt nữa thì nó càng khó khăn hơn. Thầy có thể chia sẻ cho cô chú anh chị được biết không thầy ha? Cái việc mà dạy tiếng Việt cũng là một cái gọi là cái duyên thôi, chứ thực ra là mình cũng không có ý định đâu. Nhưng mà khi mà các em đến chùa, rồi mình cũng nói chuyện với các em rất là những câu đơn giản thôi, xin chào, cái nó nghe nó, ủa xin chào là gì sư phụ? À, cái xin chào là good morning, của home mother, cái mình nói như vậy, cái nó hay nó cũng thích tiếng Việt, cái mình cũng nói dạy nó ba câu, cái nó hỏi sư phụ có thể dạy mấy câu tiếng Việt được không? Rồi sau đó là mình thấy các em có cái sự yêu thích học tiếng Việt á, nên là bắt đầu dạy tiếng Việt cho các em. Rồi các em học và các em hăng say lắm, mà hầu biết là trong cái lúc mà mình dạy tiếng Việt á, là cái thời điểm đó là ở Sri Lanka là gần như là ba không, không điện, không ga, không xăng, mình dạy là dạy ban đêm, mà cái thời điểm đó là dùng đèn cầy, đèn pin gọi để dạy học cho các em, nhưng mà các em không bỏ lớp. Có những bữa hôm mà mưa gió bão bùng đó mà các em vẫn đến trường học hăng say, nên là những cái điều đó nó chạm đến cái trái tim của mình, nên là mình quyết tâm dạy tiếng Việt cho các em, và càng dạy các em càng thích. Và sau đó là mình thấy là dạy các em bài hát, ồ các em học hát rất nhanh mà hát rất là cảm xúc, nên là thấy vậy là cái phương pháp phải dạy bài hát qua tiếng Việt bằng bài hát. Thế là các em dạy rất nhiều bài hát cho các em, và đến cái điểm này là mỗi em có thể thuộc khoảng hơn 20 bài hát. Mà có những bài hát rất là dài, giống như là bài Bông Hồng Cài Áo nè, Mẹ Yêu Ơi nè, những cái bài hát đó là bản thân mình cũng thuộc luôn á, mình dạy thôi chứ ra mình không có thuộc đâu, nhưng mà các em là thuộc hết. Ngày hôm nay một điều bất ngờ đó là các cô chú người dân ở đây á là theo đạo Hindu, nhưng mà vô đây để làm công quả cho chùa, quét cái khuôn viên của cái thiền viện nè, và thậm chí là chăm sóc những cái cây mà do thầy trồng ngay tại cái khuôn viên của ngôi chùa này luôn. Và chắc có lẽ là thời gian thầy nhờ thầy để mà tạo điều kiện cho con cũng như là em Phong được gặp các bé để trao đổi thêm về, nói về tiếng Việt, nghe những bài hát tiếng Việt trên một cái quốc đảo xa xôi là một điều thiêng liêng. Và thưa với cô bác quý anh chị á, là khi mà Bùi Hồ biết được thầy là người con Đồng Tháp, tự nhiên cái nổi da gà, cái tình cảm, cái tình những người mà con mà ở Đồng Tháp mà miền Tây mà lại gặp nhau ở quốc đảo như thế này là một cái duyên rất là lớn. Con với em Phong cũng xin với thầy được gieo duyên với lại bà con ở đây. Những cái phần quà nó không lớn lắm nhưng là một cái giá trị tinh thần của tình yêu thương của những người Việt dành cho các cô chú ở đây, san sẻ phần nào những cái lúc khó khăn. Và Phong ơi, chắc có lẽ là anh em mình sẽ tạm ngưng ở đây và sẽ gặp đi tham quan chùa một tí xíu ha thầy ha. Dạ, mời cô bác anh chị vô đây ha. Dạ. Trước khi mà vô đây thì gặp ở ngoài trước cổng chùa để một cái chữ Việt Nam, Thiền Viện Trúc Lâm. Dạ. Thật ra là có thể là cái kênh Trúc Lâm là nó là một cái kênh mà nó không có xa lạ đối với những người Phật tử. Trúc Lâm tiếng Bali gọi là Veluvadarama, là thời Đức Phật là đã có cái tu viện Trúc Lâm rồi. Nhưng mà thầy không có để cái chữ Bali hay là bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng địa phương ở đây, mà thầy muốn lấy cái kênh của Việt Nam mình để nhớ cái hình ảnh Trúc Lâm, tại vì cái Trúc Lâm cũng là một cái thiền phái mà ở Việt Nam mình phải nói là được người Việt Nam mình rất là cung kính.
và cái trúc lâm cũng là cái ngôi cái tu viện thờ Đức Phật và cũng là cái chữ của Việt Nam mình nữa, nên là khi mà để chữ trúc lâm để mình nhớ cái hình ảnh quê hương Việt Nam. Dạ vậy con cảm ơn. Có sen Đồng Tháp nha. Đây là sen, có một cái chậu sen ha, đẹp ha. Và thậm chí là ngay cả cái cổng ở phía bên kia thầy cũng làm từ một cái cây tre. Một cây tre đó giống thầy điểm từ Việt Nam ra luôn ha thầy ha. Dạ. Dạ. Cô bác anh chị thấy hai bên không? Là những cái lồng đèn. Vào gần tháng 7 này thì các Phật tử đến ngôi chùa mình nhiều không thầy ha? Dạ có. Dạ. Tháng 7 là mình sẽ tổ chức khóa tu cho trẻ em để nhớ về công ơn của ba mẹ. Là ngày 19 tới nè. Bụi tre này thì thầy đã đem qua lòng và trồng bao nhiêu năm hả thầy? Tre này nó có sẵn nè. Còn cái tre vàng của bên kia là mình mới trồng á, là 2 năm. Một cái khuôn viên rất là mát ha, đầy đủ cây xanh, một cái cảnh thanh tịnh. Rồi cô bác anh chị thấy không, ở phía trước đây là một cô người dân địa phương ngay tại đảo Sri Lanka đang quét dọn cái khuôn viên chùa. Ở chùa mình là có đầy đủ ít mít nè, bơ nè, xoài nè. Có một cây mít nữa kìa. Mít nhiều lắm, không có ăn, nó chín và nó rụng. Họ thấy không? Dạ. Thời tiết bên đây thì nó có thuận lợi lắm cho việc trồng những cái cây Việt Nam. Cảm ơn. Dạ, xin chào. Xin chào. Dạ. Thời tiết ở đây thì nó có thuận lợi lắm cho việc mình đem những cái cây thực phẩm từ Việt Nam sang không thầy? Thời tiết là một trong những cái mà thực phẩm ở Candy này nó mát quanh năm. Và đất trồng cũng rất là tốt luôn. Mình trồng cây gì nó cũng lên xanh. Và phía trước của mình là chánh điện của ngôi chùa. Đúng rồi. Nãy là mình mới đi qua đó là cái khu căn xá và nhà ăn. Còn đây là cái khu vườn thiền Zen Garden. Thầy có nói cái khu tăng xá và nhà ăn được xây dựng trong cái thời buổi kinh tế ở Sri Lanka khó khăn và thêm cái đại dịch nữa, thì lúc đó kinh phí để mình xây dựng nó gặp nhiều trắc trở dữ không thầy? Gần như là mình không có kinh phí luôn. Thì nhưng mà cái công trình này là cũng may mắn là nhờ ở bên chị Hồ Thanh Trúc, đại sứ của Sri Lanka, và chị cũng giới thiệu một số quý mạnh thường quân, thì trong đó có chú Xuân Trường cũng hỗ trợ cái phần gọi là cái phần cuối cùng ấy, để mình hoàn thành, nên là mình mới được xong cái công trình đó. Và lúc đó thì để mua một cái bao xi măng ở ngay tại này thì phải gấp 3 lần. Thời điểm đó là một bao xi măng ở đây là 210.000 một bao. Tiền Việt Nam mình đó, nếu mà tính ra tiền Việt Nam mình đó. Đây mình mời cả nhà mình đi vào thăm thiền đường ha. Thầy ơi, ở đây là cây gì hả thầy? Cây này là cái cây hoa mà nó có 3 màu. Để mình trồng để phía trước. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Cái chánh điện được xây ở trên cái mái vòm bằng gỗ hả thầy ha? Mát quá. Nên đây là mỗi buổi chiều là các em và Phật tử sẽ đến đây tu tập và hành thiền ở đây. Ở Sri Lanka là họ sẽ không có đến chùa tu tập hàng ngày, nhưng mà khi mình đến đây là mình thay đổi bà con ở đây. Thì ở đây Sri Lanka là họ chỉ đến chùa vào ngày rằm duy nhất thôi. Nhưng mà đến đây mình nói với họ là ở quê tôi là mỗi buổi tối là người dân sẽ đến chùa tụng kinh cùng với thầy. Cái họ thấy và họ cũng thấy hay, rồi họ cũng đến 5-10 người, rồi 20-30 người đó mỗi tối là đến đây tu. Rất là ấm cúng. Đây là khuôn viên chánh điện nè. Đây thì có hai cái câu của Việt Nam mình đây. Trúc lâm cõi tạm vẫn nồng nàn sắc xuân miền viễn xứ. Câu này là do thầy tự viết luôn. Câu này là của thầy Hàng Sơn viết tặng cho thiền viện mình. Để nói cái nỗi niềm của một cái người con xa xứ lúc nào cũng luôn
hướng và nhớ về quê hương á. Thấy hình thấy hoan hỷ rồi. Câu bên kia nó là Việt quốc muôn đời mãi thương hoài lữ khách nhớ quê hương. Đó là trong trái tim của quý thầy xưa đây lúc nào cũng nhớ với hình ảnh của quê hương hết. Và họ biết không, khi mà đến chùa đó thì mọi người sẽ hái hoa như thế này, mọi người sẽ hái hoa và sắp một cái dĩa như thế này và họ sẽ dâng cúng Phật. Và ở Sri Lanka thì họ không có cái truyền thống mà cắm hoa giống như là ở con dân hoa đi. Ở Việt Nam mình thì hay cắm hoa đúng không? Nhưng ở bên đây thì họ không cắm hoa, họ ra giường, họ hái những bông hoa tươi rồi họ dâng lên cúng Phật thôi. Ở đây thì cũng không có đốt nhang nhiều giống như ở Việt Nam mình. Nhang thì mình chỉ đốt hai cây và mình cắm phía ngoài chứ không có đốt ở trong đây. Cả ở đây bên đây có một cái chuông thì cũng là từ Việt Nam mang qua. Ở bên đây thì họ cũng không có xài chuông mỏ, nhưng chỉ có chùa mình sử dụng chuông này là để mình hành thiền á. Thì đây là cái chuông mà cũng mang khi mà hành thiền á, thì mình sẽ dùng cái chuông này để hướng dẫn cho mọi người tu tập hành thiền. Cái hình ảnh quê hương mình. Mỗi khi mà nghe tiếng chuông á, là mình nhớ đi chùa ở quê hồi nhỏ, là tiếng chuông là lúc nào cũng là hình ảnh để mình nhớ về quê hương mình. Thì là ở đây là vào những ngày rằm á, thì Phật tử đến đây cũng tu rất là đông và dạy học ở đây. Lúc mà mình mới xây dựng á, là cái thiền đường này là cái nơi mà mấy thầy trò ngủ ở đây, tại vì lúc mà xây dựng là xây dựng chưa có xây dựng phòng ốc gì hết, nên là mấy thầy trò ngủ ở đây, ăn ở đây, học ở đây. Cái thời gian đó tuy nó vất vả nhưng mà hạnh phúc lắm, mấy thầy trò đó có là mỗi người chiếu lên đây ngủ. Ở đây thì các thầy nấu tự túc nấu ăn hết chứ không có đi khách thực quanh xóm hả thầy? Dạ không, ở đây thì mình trồng rau củ rồi mình nấu ăn ở đây. Tại vì cái hương vị quê hương nó lúc nào cũng ở bên trong trái tim mình hết rồi, nên là dù đi ở đâu mình cũng sẽ thích ăn cái đồ ăn của Việt Nam mình nhiều hơn. Còn có thấy một cái vườn rau thơm ở ngoài không? Có rau nhíp cá, rau ngò gai, rồi bạc hà, rau răm đầy đủ hết. Đó là cái cách mà thầy đỡ nhớ quê hương. Và thậm chí là khi Bùi Hồ cùng với em Phong á đặt chân đến đây nè, là một cái cảm giác gì đó nó rất là thiêng liêng và ấm áp. Để chia sẻ những hình ảnh này để cô bác quý anh chị được biết được luôn. Và thầy ơi, con với em Phong cũng chân thành cảm ơn hoan hỷ tấm lòng của thầy đã đón tiếp con với em Phong và được cho thấy một cái hình ảnh nó rất là dễ mến ngay tại một cái quốc đảo, đó là hình ảnh quê hương Việt Nam. Và kể cả tiếng Việt của mình lại nói trên một cái quốc đảo nó xa xôi như thế này. Con với Phong chúc thầy luôn có sức khỏe dồi dào, an lạc. Và chắc có lẽ là các anh em sẽ chia sẻ thêm những cái clip về các đứa trẻ biết nói tiếng Việt ngay tại Sri Lanka. Đồng thời là san sẻ những cái yêu thương để nhờ thầy gửi những cái phần để cho cô chú ở đây á, để bớt đi một phần nào nó khó khăn cũng như là sao cái tình trạng vợ đỡ ngay tại đất nước Sri Lanka ha. Xin chào và hẹn gặp lại.